Bài đọc hôm nay là bài đọc số 13 ha. Cái bài đọc này nó khá là thú vị làm sao? Vì nó nói về một cái chú chó ha. Không biết mấy bạn đã có thử đọc trước chưa? Nên nếu mà chưa thì thôi, hôm nay mình sẽ cùng nhau đọc cái bài này ha. Bài đọc số 13 có cái tựa là Inu no Sekatsu. Để cho mấy bạn nhìn ha, đây là chữ Hán tự. Học tới bài này rồi thì cô nghĩ là bài 13 thì mấy bạn đã có biết một số Hán tự rồi ha. Mình làm quen với Hán tự nha. Rồi, cái tựa đề hôm nay là Inu no Sekatsu. Cái bài đọc của mình ở trang 117 sách giáo khoa Minano Nihongo. Được chưa? Mình sách quen thuộc khi mình thực hiện cái phần đọc của trình này. Rồi, mình vào bài nha. Cái bài đọc này hôm nay thì khá là dài nên mấy bạn chú ý nha. Rồi mình sẽ đến với câu đầu tiên ha. Watashi wa Tomo desu. À, câu giới thiệu bình thường nào. Tôi là Tomo. Xem là ai đây ha. Tomo là ai đây. Rồi, Santosu san no uchi ni imasu ni imasu là ở ha. Có ở đâu đó thì tôi làm sao? Tôi ở nhà của ông Santosu. Làm Santosu. Tôi ở nhà của ông Santosu. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo. Watashi wa maiasa okusan to sanbo ni ikimasu. Sanbo ha, mình có mình sanbo là đi dạo hoặc là tản bộ của mấy bạn đó ha. Rồi đây, maiasa mỗi sáng okusan to cùng với ai? Okusan là vợ của anh, mấy bạn hiểu trong ngữ cảnh là vợ của anh Santosu, được chưa? Mỗi sáng thì sao tôi cùng vợ của người vợ sao đi tản bộ. Rồi sao nữa đây? Hachiji goro Teresa-chan to gakko e ikimasu. Gakko là gì mấy bạn? Gakko là trường học ha. Trường học. Mình có trường tiểu học sẽ là sho gakko, trường cấp 2 mình ở đây ha sẽ là chiu gakko và trường cấp 3 sẽ là koko. Còn đại học sẽ là daigaku ha, thì cô giới thiệu thêm cho mấy bạn vậy thôi. Rồi, sau đây khoảng goro, hachiji goro là goro đây là khoảng ha, khoảng 8 giờ thì thế nào đây? Cùng với bé Teresa đi đến trường, cùng với bé Teresa đi đến trường á, cùng với ai đó tốt. Teresa chẳng á, mấy bạn thấy chữ chẳng đây không? Đây là hậu tố sau ha, tại vì đây là em bé đứa nhỏ đó, mình dùng chẳng nghe cho nó dễ thương ha. Rồi tiếp, sorekara uchi e kaerimasu. Sorekara sau đó liên từ ha, sau đó thì sao? Tôi về nhà, kaerimasu trở về, động từ chỉ sự di chuyển ha, đi đến đâu hướng đến đâu thì đến đó, được chưa? Rồi soste okusan to kaimono ni ikimasu. Soste và gì nữa đây? Okusan to kaimono ni ikimasu. Kaimono ha, cái việc mua sắm à, đi mua đồ á. Cùng như mình soste và sau đó sao cùng đi mua sắm với người vợ đây là vợ của Santosu nha, các bạn nhớ cái chủ ngữ ha. Rồi, câu tiếp theo nè. Google gặp cô e Teresa chan o mukae ni ikimasu. Các bạn nhớ cái câu chúc ni ikimasu không? Ni ikimasu à? Ni ikimasu. Ở đây là công thức nha. Thì ni ở đây là em làm gì đây? Chỉ mục đích ha. Đi để làm cái gì đó. Tức là đi để làm. Đi để làm về ha. Thì cái này trong công thức cô nói thêm cho các bạn mình nhớ lại ha, mình cố gắng mình ôn lại cái công kiến thức mình học ở bài 13, những cái cấu trúc ngữ pháp ở bài 13, được chưa? Rồi buổi chiều ha, cô buổi chiều thì sao? Đi đến đâu đây? Đi đến trường để mukaemasu, trước mấy sẽ động từ vemasu bỏ mas ha. Đi để làm cái gì đó thì đi đến trường để đón bé Teresa. Sáng thì 8 giờ ha, sẽ đưa nó đi đến trường rồi sau đó rồi đi về đặng đi mua đồ với người vợ, rồi buổi chiều thì lại đi đón nó. Rồi sau đó là em gì đây? Sorekara isho ni koen e asobi ni ikimasu. Ở bài đọc này các bạn gặp cái cấu trúc ni ikimasu này khá là nhiều ha, tại vì nó nằm trong cái công thức của bài 13. Nên là người ta sẽ áp dụng ở đây để mấy bạn quen cái ni ikimasu, đi để làm cái hành động gì đó. Sorekara sau đó thì cùng nhau đi đến công viên để chơi, đi chơi ở công viên ha. Các bạn nắm được cái nội dung của đoạn một là chưa? Nó nói về cái hoạt động thường ngày của con chó này ha. Sáng thì sao? Đi
tán bộ với vợ, 8 giờ thì đi đưa đứa con gái, đứa nhỏ đi đến trường, đi về, đi mua đồ với vợ, sau đó buổi chiều lại phải đi đón đứa con gái, đứa con nhỏ đó, rồi sau cùng nó đi chơi ở công viên. Đó là cái con cháu nó đang đưa cái hoạt động của nó lên nè. Rồi, có tới đoạn thứ hai nè. Siêu mai tử à, Teresa chào nô gặp cô tố xăm tố sư xăm nô ca sao à, chạc sư mi đẹp. Câu này khá là dài nè. Siêu mai tử, mình có cái từ siêu mai tử. Siêu mai tử là gì mấy bạn? Siêu mai tử, cuối tuần à. Siêu mai tử, cuối tuần. Cuối tuần sẽ là cái gì đây? Cuối siêu mai tử, Teresa chẳng đâu gặp cô là trường của bé Teresa. Rồi sao nữa? Santosu san no kaisha, công ty của anh Santosu. Làm gì đây? Yasumi desu. Yasumi, nghỉ, được chưa? Nghỉ. Tức là cuối tuần thì trường học của bé Teresa nè, công ty của anh Santosu thì nghỉ, không học, không đi làm á. Santosu san no kazoku wa tôi tokoro e kuruma de asobi ni ikimasu. Đó, vẫn là ni ikimasu nãy tôi đã nói với bạn nha. Giờ mình thêm, mình dịch bắt từng đoạn phía trước nè. Santosu san no kazoku, gia đình của Santosu ha. Rồi ảnh nè, vợ rồi gì nữa, bé Teresa. Làm sao đây? Đi đâu? Đi đâu? Đi đến những cái nơi xa mà sử dụng gì đây? Kuruma de, bằng cái phương tiện là xe hơi. Đi bằng xe hơi đến những nơi xa để mà chơi ha. Tức là cái ngày cuối tuần của gia đình sẽ như vậy. Watashi mo isshō ni ikimasu. Watashi mo, tôi cũng, mo ha. Mo mình đã quá quen rồi, mo là cũng cái chuyện gì đó. Tôi thì sao? Tôi cũng đi cùng. Tức là cả gia đình Santosu đi và cả cái con Tomo này nó cũng phải đi chung luôn. Rồi sao nữa đây? Totemo tsukaremasu. Tsukaremasu ha. Tsukaremasu là gì đây? Làm cái gì nhiều quá thì sẽ dẫn đến tình trạng là tsukaremasu, mệt nha. Bị mệt á. Totemo tsukaremasu, rất là mệt luôn. Rồi, đó là cái đoạn thứ hai á. Xem xong, đến mình đến cái đoạn cuối cùng của bài đọc này xem nó nói gì đây. Santosu san no uchi ni neko mo imasu. Neko. Neko. Neko là con mèo ha. Tôi nghĩ là mấy bạn đã biết cái từ này rồi. Con mèo ha. Neko, con mèo. Santosu san no uchi ni, ở nhà của anh Santosu thì cũng có con mèo nữa. Tức là có Tomo rồi có thêm con mèo nữa nè. Rồi, Neko wa mainichi nani mo shimasen. Cái con mèo này thì sao? Mainichi, mỗi ngày luôn, cái gì nó cũng không làm. Nani mo shimasen, không làm cái chuyện gì cả. À, nghe có vẻ đang là ganh tị đây. Rồi, doko mo ikimasen, không đi đâu luôn, không làm gì hết, cũng không đi đâu luôn. Có vẻ là rảnh rỗi ha. Rồi, watashi wa asakara banmade isogashii desu. Tôi thì sao? Tôi thì từ sáng đến tối luôn. Asakara banmade, cái chuyện nó kéo dài ha. Từ sáng đến tối thì isogashii desu, bận. Tôi từ sáng đến tối thì bận. Yasumi ga zenzen arimasen. Zenzen sẽ phía sau, bạn đa phần sẽ cộng với thể phủ định. Phủ định là tôi, cái sự nghỉ ngơi thì hoàn toàn không có, không được nghỉ ngơi. Rồi câu cuối cùng, watashi wa neko to isshō ni yasumitai desu. Về tai, về mắt. Về mắt ha. Vỏ mắt cộng với tai là muốn. Muốn làm, thực hiện cái hành động gì đó ha. Muốn thực hiện một cái hành động nào đó. Tôi thì muốn cùng nghỉ ngơi với con mèo ha. Tức là cũng muốn được nghỉ ngơi giống như con mèo vậy. Được chưa? Đó là cái nội dung của cái bài đọc hôm nay, nói về cái hoạt động hàng ngày của con mèo, con chó Tomo này ha. Rồi sao nữa, nói về cái chuyện cuối tuần thì gia đình của chủ của nó là Santosu phải đi chơi ở cái nơi xa và di chuyển bằng xe hơi luôn, và bắt buộc nó cũng phải đi theo. Rồi nó lại nói chuyện con mèo là nhãn có con mèo, mà con mèo không làm chuyện gì hết, chứ đi đâu cũng không đi, làm gì cũng không à. Và nó thì quá là bận rộn nên nó mong muốn nó muốn được nghỉ ngơi. À, đó là cái nội dung. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành trả lời 5 cái câu hỏi ở dưới. Thì cái này nó quay lại cái phần mà bạn quen thuộc này, là chọn Maribatsu. Nếu mà nội dung của câu nói nó đưa ra nó hoàn toàn phù hợp, nó đúng với nội dung của bài mình vừa đọc xong, thì mấy bạn sẽ chọn là
Maroon, được chưa? Còn nếu mà nó là sai với cái nội dung đó, thì mình sẽ chọn là Batsu. Rồi bây giờ mình sẽ giải quyết từng câu một ha. Câu số 1 nè. Watashi wa okusan to sanbo ya kaimono ni ikimasu. À, chủ ngữ. Tôi thì đi mua sắm rồi đi tản bộ cùng với người vợ. Có đúng không các bạn? Có nội dung nào nó nói cái chuyện là cái con chó này nè, con tôm này nó đi mua sắm, nó đi tản bộ với người vợ không? Các bạn nhìn cho cô vào cái đoạn đầu tiên ha, thì nó nói nè, ngay cái câu thứ hai thì nó nói là sao? Mỗi buổi sáng thì nó phải đi tản bộ, sau khi nó đi tản bộ xong thì đưa bé Teresa đến trường. Rồi sau khi mà nó trở về nhà rồi, cái việc tiếp theo nó phải làm là đi mua đồ cùng với người vợ. Vậy thì đúng không các bạn? Cái chuyện là cái hành động nó không liên tục với nhau, nó tách khoảng, nhưng mà có cái chuyện là nó sẽ đi tản bộ và đi mua đồ, nên là cái câu này mình sẽ chọn Maru, được chưa? Câu số 1 mình chọn Maru nha các bạn. Câu số 2. Teresa-chan wa watashi to issho ni gakko kara kaerimasu. Rồi, bé Teresa thì sao đây? Teresa thì cùng với tôi, watashi to issho ni nha, cùng với tôi trở về từ trường, đúng không? Câu này đúng không các bạn? Nó vẫn nằm trong những cái đoạn số 1 luôn. Và cái câu tiếp theo nè, Google gặp cô ế Teresa chẳng ố Mukai ni ikimasu. Buổi chiều thì tôi đi đến trường để đón bé Teresa ha. Là tức là nó đúng với nội dung rồi, đi đón thì phải đi trở về cùng nhau, đúng không? Rồi, vậy thì cái câu số 2 này mình sẽ chọn là Maru ha. Nó quá rõ ràng, nó nằm ngay trên cái đoạn văn này rồi, mình nhìn vô mình có thể chọn được ha. Xong, câu số 3 nè, đến câu số 3. Santosu san no kazoku wa shumatsu chikaku no koen e asobi ni ikimasu. Dịch câu này sao đây ta? Santosu san no kazoku, gia đình của Santosu thì làm gì đây? Vào cuối tuần nó sẽ đi chơi ở cái công viên gần đó. Ở cái công viên gần đó, tức là nói về cái chuyện công viên gần nhà của anh Santosu á. Đúng không các bạn? Ở cái nội dung này thì mình phải bắt buộc phải tìm ở cái đoạn thứ hai nè. Cái đoạn thứ hai á thì nó nói là có câu đầu tiên nó bảo là cuối tuần thì công ty và trường học á, thì công ty của Santosu và trường học Teresa được nghỉ, nhưng mà sao gia đình sẽ cùng đi chơi bằng xe hơi ở một cái nơi xa. Nhưng mà cái câu số 3 này nó lại nói là đi chơi ở cái công viên gần đó thì hoàn toàn sai á, nó không khớp với nội dung bài đọc. Nên ngay câu này chắc chắn mình phải chọn là ba chữ, được chưa? Rồi câu số 4 nè. Neko wa watashi yori hima desu. Yori mình chọn là 12 đúng không? So sánh hơn. Con mèo thì sao? Hima là rảnh à. Hima là rảnh rỗi, còn bận rộn sẽ là Isogashi. Cái đó tính từ mấy bạn học ở bài 8 rồi ha, mình đã biết rồi. Vậy thì sao? Con mèo thì nó rảnh rỗi hơn tôi. Bạn xác định được chủ ngữ và dịch từ cuối câu lên ha. Cái quy tắc đơn giản như vậy. Rồi, con mèo thì nó rảnh rỗi hơn tôi, đúng không mấy bạn? Đúng không? Ngay cái đoạn cuối cùng thì cái con Tomo thì nó có nói là làm sao cái con mèo này á thì nó không có làm cái gì hết, đi đâu cũng không đi luôn. Và còn nó thì sao, con Tomo thì phải ngày nào cũng bận, hoàn toàn không có được nghỉ ngơi. Thì chắc chắn rồi, nói ra đến đây là biết là con mèo này nó rảnh rỗi hơn nhiều rồi ha. Nên câu này mình sẽ chọn Maru, chính xác là đúng với cái nội dung. Rồi mình đi đến cái câu cuối cùng nè. Inu no sekatsu wa neko no sekatsu yori yasumi ga oi desu. À, inu no sekatsu. Sekatsu là cuộc sống à. Sekatsu nó nằm ngay đề bài của mấy bạn ha, là cuộc sống. Sekatsu, cuộc sống, đúng không? Cuộc sống của con chó thì sao đây? Nó có nhiều cái sự nghỉ ngơi hơn là cuộc sống của con mèo. Có đúng không mấy bạn? Có đúng không? Mình đọc từ trên tới từ hết đoạn văn nãy giờ thì mình nói sao con chó cái kiểu nó than phiền, nó mỗi ngày nó phải bận rộn đi đây đi đó, đi mua, đi phải đi với vợ rồi đi với cả bé Teresa nữa, cuối tuần cũng không được nghỉ, phải đi cùng với cả gia đình luôn. Thì chắc chắn cho thấy là cái chuyện con chó này rất là bận rộn rồi. Còn con mèo thì làm gì cũng không làm, đi đâu cũng không đi. Nên là sao? Cái câu này hoàn toàn sai ha, nó không khớp với nội dung bài đọc.
chắc chắn ở đây mình sẽ chọn là Maru, được chưa? Cô xác nhận lại một lần nữa ha. Cái câu số 1, số 2 mình sẽ chọn Maru, câu số 3 Maru, câu số 4 sẽ là Maru và câu cuối cùng sẽ là Maru. Đơn giản vậy thôi ha. Bài đọc hôm nay thì khá là dài cái nội dung, nhưng mà trong câu á thì nó lại ngắn ngắn, các bạn cố gắng về mình sẽ luyện tập mình đọc lại ha, đọc cho trôi chảy nè, sau đó sao luyện dịch lại. Và những cái từ vựng mới như thế này, càng về sau những từ vựng nó quen với các bạn rồi thì cô nghĩ là nó sẽ dễ hơn. Nếu các bạn cố gắng ôn bài lại ha, rồi nhớ xem từ vựng cũng như là ngữ pháp kèm với đọc, được chưa? Rồi hôm nay cái clip chúng ta đến đây là hết, các bạn sẽ gặp lại các bạn ở clip bài 14 bài sau ha. Cảm ơn các bạn.